chép mẹ luôn. Chạy lên 280 chạy không? Chào chị. Này là hay quá mình ơi, hay quá mình ơi. Mình đưa này bóng số ai được đúng không? Hay quá mình ơi, mình chơi chưa này hay à? Đi nữa, hỏi Long Kỳ, hỏi Long Kỳ chịu không? Giờ nè, đội tuyển của 8 số. Đó, anh em là 8 số. Tại đâu? Ba tên liền đúng không? 8 số luôn. Dạ, 8 số luôn. Em đi vũ luôn, hai anh em luôn. Em à, anh vũ. Đến với anh đi vũ. Dạ là vũ giờ là một cái local brand AP Group. Đây là khẩu áo mấy lần nghệ rồi. Vinh Giang 2. Mấy lần nghệ thôi, cái áo bán 8 tỷ. Mấy lần nghệ chứ đi đủ tiền.
ơi. Where do you think about him? Cổ lồn. Mày không phải con to đâu. Đi con cà. Vĩnh Bình, anh Nghĩa, anh, vô anh Tùng với Hình Dân vô luôn, rồi vô, anh Bình vô luôn, Bình vô luôn, Bình, rồi vô, hai, ba, ok, vô anh lại, rồi hai, ba, ok. Thì quá. Đây nghe ơi. Tấm toàn cái đó nè. Anh em đào tẩu bị bắt lại. Hãy
cũng đời cũ nhiều lắm á. Không đời đời cũ đâu. Đúng rồi đó anh không cần. Em đi Vũ Ngọc Anh, ai là sáu. Xe này ngồi hơi bị đau háng nha các bạn. Nghiêm cấm các bạn nào mà có khu bự thì đừng có mua xe này. Nói mấy xe này chở bị đã. Để thời gian rồi, khóa chạy nét rồi. Má gì đâu. Rồi, cảm ơn em. Cái bộ AF này là cần phải dùng nhiều, cái cục này không.
Nhỏ bé sao? Ở chưa? Ở chưa? Chưa nhậu sao ở được? Tí xíu làm mấy lon còn ở được chứ. Có gì đâu ở. Làm gì đâu anh. Có gì đâu ở ha. Tí xíu đây nó chữ anh rồi. Hay chút xíu là từ từ đó. Đọc được á. Ủa này. Hả? Dạ. Sao hơi? Vậy. À, được rồi, tiếng ơi. Các bạn, hôm nay là một ngày vui của Đông Nghi, thì cũng xin chúc Đông Nghi làm ăn khấm khá, nhiều khách nha, mùa vàng bán đất. Rồi clip cũng dài rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.